Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là DTK TV đây. Và trong video của phần tiếp theo ngày hôm nay, mình lại mang đến cho các bạn một công nghệ đá đỏ mới. Mà cái thang máy cuốn này là phiên bản nâng cấp của cái thang máy cuốn cũ của mình. Thì cái thang máy cuốn của mình phiên bản cũ ấy, thì các bạn ạ, thì cái bên đi xuống nó hầu như là chỉ dành cho một số phiên bản. Một số phiên bản đi xuống thì nó lại hoàn toàn là không được. Thì với phiên bản này hoàn toàn 100% là đi lên và đi xuống được và ổn định vô cùng luôn. Và đây là phiên bản có thể nói là thang máy cuốn xịn nhất rồi. Sẽ không có cái thang máy cuốn nào hay hơn cái thang máy này nữa. Bởi vì hầu như là 100% cái thang máy này là ổn định đến mức tuyệt vời. Và cực kỳ ổn định và không hề lác giật gì luôn. Đó. Thật ra lác giật thì vẫn có thể lác với một số máy bạn yếu, bởi vì redstone nó hoạt động nháy liên tục. Vì vậy là lác thì không thể tránh khỏi rồi. Đó, nhưng với máy mình thì không đâu, máy mình thì không lác. Đây. Và hoạt động của nó là một vòng tròn các bạn nha. Đó, bên đi xuống bên đi lên nó xoay một vòng tròn luôn. Rất là hay các bạn ạ. Đó. Thì đây mình sẽ test thử cho các bạn xem luôn nè. Và mình sẽ đi lên nha. Đó, mình sẽ bắt đầu từ bên dưới này, mình sẽ đi lên đi. Rất là đẹp nha. Không cần phải lấp liếc gì, rất là đẹp luôn. Đó. Hiệu ứng đi cực kỳ giống một cái thang cuốn luôn, vô cùng đẹp luôn. Và cái thang máy cuốn này có thể là cái thang máy cuốn xịn nhất rồi các bạn nha. Không có cái thang máy cuốn nào hiện đại hơn nữa đâu. Đó, và đánh cho mọi phiên bản nha. Rất là ổn định, vô cùng ổn định luôn. Dù đi lên nha, vẫn là đi xuống này. Đó, đi xuống cũng cực kỳ đẹp luôn. Đó, đi xuống rất là đều nha. Đó. Xuống này. Đó, từng bậc xuống một nha. Và chân không hề phải nhích nhích hết, các bạn chỉ đứng im thôi. Thì cái thang máy cuốn này nó hơn cái thang máy. Đó, cái thang máy đi lên đi xuống một điều đó chính là nó phải đi được nhiều người. Đó, nó lại đi một lúc 10 người cùng một lúc cũng được luôn. Đó, 10 người cùng một lúc hay 20 người cùng một lúc cũng được luôn. Nó dành cho những cái map đá đỏ mà mình đã từng thử rồi các bạn ạ. Một số map đá đỏ nó khá là đông người thì nó sẽ sử dụng cái thang máy cuốn này thay vì thang máy đi lên đi xuống kia. Đó, hoàn toàn rất là ổn định luôn này, vừa cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và đây là thang máy cuốn gọi là xịn nhất rồi. Rồi thì bắt tay vào làm nha. Thì mình sẽ chuẩn bị đồ trước. Đây, các bạn sẽ lấy cho mình bê tông thường này, bê tông dính, rồi mình sẽ tạm thời lấy những thứ này đi rồi nha. Thì bây giờ các bạn dùng khối block gì cũng được thôi. Đây, mình sẽ đào cho một cái hố nha. Đó là rộng 6 block cho mình, 6 ô các bạn ạ. Và chiều dài là 7 ô cho mình nha. Đó, chiều dài là 7 ô. Và độ sâu cho mình là 5 ô. Đó, tính cả cái phần mặt sàn luôn là 5 ô. Từ cái phần mặt sàn các bạn đào xuống cho mình 5 ô được. Đây, thì từ cái độ rộng và cái hướng chúng ta đi lên nha. Đó, từ cái đợt chiều rộng ấy là chúng ta đi lên. Thì cách cho mình 1 ô này. Đó, cách cho mình 2 ô nha. Bỏ 2 ô ấy đi và đặt từ ô thứ 3 cho mình 1 block này, 2 block, 3 block này, 4, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10 nha. Và 11. Đó, block thứ 11 các bạn sang cho mình. 12. Đây, block thứ 11 các bạn sang cho mình nha. Rồi, 11 block thôi các bạn nha. Đó, chỉ là 11 block thôi. Các bạn không thể đặt được hơn đâu. Bởi vì hơn nữa các con nó sẽ không chuyển được nha. Và các bạn đặt cho mình một cái repeater ở đây, gõ cho mình là mark 3 lớp cho mình nha. Các bạn vẫy cái ton này, vẫy tiếp này. Và vẫy cho mình xuống tận dưới cho cùng nha. Đấy, vẫy cái ton xuống. Đó, tận cuối cùng cho mình. Rồi, vẫy xuống đây thôi nha. Đến đây là dừng. Chúng ta lấy cho mình cái bê tông dính nha. Bê tông dính đó các bạn ạ. Rồi, đặt cho mình ở cái vị trí này, 1, 2 này. Và các bạn phá cho mình cái bên dưới đi cho mình. Phải phá đi nha. Đó, tiếp tục này. Và cứ thế các bạn đặt cho mình một block ở đây. Một block bất kỳ nha. Rồi, lấy cho mình cái bê tông dính đặt cứ như với hình bậc thang các bạn ạ. Đó, cứ như là cái thang máy cũ thôi. Cứ lên hết cho mình nha. Đó, lên cho mình. Cứ chéo lên cho mình nha. Các bạn cứ ấn vào redstone nó khăn lên cho mình. Rồi. Và bây giờ là chúng ta tiếp tục này. Lấy cho mình tiếp tục là bê tông dính đặt chĩa sang ngang cho mình như này. Đó, chĩa sang ngang này cho mình nha. Rồi, chĩa tận cuối cùng cho mình. Đó, đến đây là dừng rồi nha. Đến đây thôi, các bạn chỉ cần chĩa đến đây thôi nha. Rồi, thì hai ô này chúng ta phá đi cho mình. À đâu, có vẻ mình nhầm nha. Mình vẫn thiếu một cái bê tông dính nữa.
Đó, các bạn, mình vẫn thiếu một ít thông tin nữa nha. Mình đặt lại ở đây này, đặt lại đây cho mình. Rồi, ở đây các bạn đặt lại cho mình nha. Mình vẫn thiếu một cái bê tông, một hàng bê tông trên này nữa. Đó, đặt ở đây, đây, phá bên dưới cho mình. Đó, như này nha, đặt như này cho mình. Rồi, vậy là xong. Thì bây giờ là chúng ta tiếp tục này, đặt bên bên đi xuống nha. Mình có thằng đi xuống các bạn ạ. Bên đi xuống bên này, chúng ta lại sát về bờ tường bên phải nha. Sát mắt của bờ tường phải. 1, 2, 3 này, 4, đó, ngay là dưới này, cách mình một ô ở cái mặt sàn các bạn ạ. Đặt cho mình 3 block. 1, 2, 3. Lấy cho mình cái bít tông dính, đặt ở đây. Bạn phá bên dưới đi cho mình. Rồi, tính, rồi tiếp tục ở đây cho bạn phá cho mình nhé, một ô thôi. Đặt cho mình cái bít tông, đó, đặt cho mình cái bít tông thường, như là bít tông thường nha. Rồi, bạn lên cho mình này, 1 này, 2, 3, 4, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10 nha, 11, đó, 11 block nha, lên cho mình đúng 11 block cho mình, đó, 11 block nha, thưa các bạn hãy vẽ redstone cho mình này, ở đây nha, các bạn tiếp tục vẽ redstone cho mình, vẽ hết cho mình thôi, cứ vẽ hết lên trên của mấy cái block này là được. Đó, cứ thế vậy lên thôi nha. Tiếp này, tiếp này. Và tiếp. Rồi. Và sau khi đã vậy xong này rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục lấy cho mình cái bít tông dính nha. Đặt cho nó chĩa xuống này cho mình. Đó, các bạn phải làm y nguyên mình nha. Các bạn cứ ấn vào redstone thôi là nó khác chĩa xuống. Đâu chĩa sang ngang các bạn ạ. Đây là chĩa sang ngang nha. Đến cái block này là dừng nha. Đó, đến block này dừng. Và ở đây đặt cho mình một cái này, hai cái lên cho mình, nhưng lên cho mình nha. Đó, nó sẽ chéo như này các bạn ạ, để ý kỹ cho mình nha. Rồi này, tiếp tục các bạn nha, lấy cho mình đó, trên này đi. Đó, đây các bạn đặt cho mình này, đặt cuối kính ở mấy cái block mà nó chĩa sang ngang các bạn ạ. Đó, từ cái bên đi lên trước nha. Đó, thì bên này sẽ chĩa lên này, cái khối block chĩa lên cho mình nhé. Bỏ cái bộ đó, bỏ cái ô ở dưới đi. Đó là mấy cái bít tông chĩa lên cho mình. Đó. Rồi. Và tiếp tục là ở trên này các bạn vẫn lên cho mình hai ô. Đó, chéo cho mình hai ô nha, nhưng mà hai là block. Đó là hai block nha, không phải khối kính nha, đừng dùng khối kính ở đây. Bạn dùng cho mình hai block và tiếp tục sang ngang cho mình này. Đó, vòng nhẹ cho mình. Các bạn phải để toàn vào. Đó, các bạn cứ vẫy hết vào mấy cái khối kính nha. Tiếp này và tiếp. Và tiếp tục cho mình, tiếp tục cho mình, tiếp tục cho mình. Rồi. Như vậy là được nha. Rồi xong rồi, tiếp tục này. Các bạn đặt cho mình một block bất kỳ vào đây. Ở trên này nha, đặt ở trên này mới đúng này. Rồi lấy mình một cái repeater. Gõ cho mình một lớp nha, chỉ cần một lớp là đủ rồi nha. Một block đây này, thông lên cho mình một block này. Phá block bên dưới đi. Xuống mình hai block này. Phá block ở dưới đi, các bạn phải redstone vào là được. Đó, các bạn phải redstone vào cho mình nha. Đó. Tôi đây, tiếp tục lấy cho mình cái bít tông thường. Đặt ở bên này này, nó chéo thoang cho mình như này. Bạn phá bên này đi. Rồi, đặt cho mình hai block này, phá block ở dưới đi. Tiếp tục sang mình một block này. Đặt cho mình cái repeater này. Gõ cho mình một lớp nha, một lớp thôi các bạn nha. Rồi, phải để toan cho mình. Lên cho mình và phải để toan vào tiếp. Đó, nhớ nha. Một lớp nha các bạn nha, đó, một lớp các bạn nha. Rồi, và các bạn tiếp tục làm cho mình này. Rồi, lấy hai block đặt sang ngang mình, 1, 2 block, lấy cho mình cái repeater nha, đặt một cái bên đây và một cái bên trên này, gõ cho mình ba lớp. Đó, cái này là 3 này và cái này là 1. Rồi tiếp tục là lên cho mình, các bạn nhớ lên cho mình nha. Đó, lên như này cho mình, đúng như này cho mình. Và sau đó các bạn này, chú ý cho mình, đặt ở đây nha, các bạn phải lối vào đây cho mình đấy, đặt một block ở đây nữa. Sau đó các bạn này dùng redstone vẩy vào. Đó, như vậy là vừa đủ 15 block nha. Rồi các bạn xuống cho mình bằng khối kính này. Đấy, đây các bạn dùng block đi, hai block nha. Đó, phải dùng cho mình hai block bất kỳ. Chỗ nào mình dùng khối kính mình thì các bạn dùng khối kính vào. Còn chỗ nào mà mình dùng mấy cái block này các bạn nhớ dùng block cho mình nha. Rồi, đó, hai cái này gọi là hai lần này. Đó. Rồi, khối kính này. Tiếp tục, mấy cái bít tông chĩa sang ngang các bạn đã hết khối kính cho mình. Đó. Tiếp tục này, rồi đến đây nha. Đây là dừng cho mình và tiếp tục lấy redstone cho mình nha. Bạn phải redstone vào.
vậy hết rồi mấy cái khối kính cho mình nha. Rồi thì lấy cho mình bê tông tính này. À quên mất, các bạn chú ý cho mình nha, ở cái trên cùng này. Đó, trên cùng phá đi cho mình. Đặt vào đây cho mình cái bê tông thường nha. Đây phải là bê tông thường các bạn nha. Đó, đây phải là bê tông thường đó. Rồi, bạn đặt cho mình một block này. Đó, bê tông thường này. Rồi, tới đây đặt cho mình một block nha. Đây này các bạn ạ, à. Đó. Chú ý cho mình nha. Sau đó các bạn tiếp tục đặt cho mình cái bê tông tính chĩa lên cho mình. Chĩa lên cho mình, chĩa lên cho mình này. Tiếp tục bên dưới nữa và dưới nữa. Đây nữa nha. Đấy. Nói chung là nó sẽ tạo thành hình bậc thang bê tông dính chĩa lên các bạn ạ. Đó. Tôi tiếp tục này. Cả phía bên dưới này. Một block này xuống cho mình. Vẫn là hình bậc thang thôi. Các bạn lại xuống tiếp cho mình thôi. Nhưng mà hai block này là hai block nha, không phải là khối kính nha. Vậy toàn đến đây. Rồi và ở đây này, các bạn chú ý cho mình. Ở đây các bạn đặt cho mình cái repeater. Nó không cần có lớp nào nha. Một block, hai block này. Vậy để toàn vào cho mình. Đó. Rồi. Và tiếp tục nha. Bây giờ các bạn này, phá ở đây cho mình. Phá ở đây tiếp và phá ở đây tiếp cho mình nha. Hai cái, ba cái này. Đó, phá sâu xuống dưới cho mình một block nữa này. Đây để cho mình. Rồi. Và đặt cho mình một block ở đây. Repeater. Đó, không có gì nha. Vậy để toàn, vậy để toàn. Đến chỗ này các bạn phải đặt cho mình cái repeater để tránh vào bị tung dính nha. Và gọi cho mình hai lớp. Đúng hai lớp nha. Tôi và vải redstone vào bên trên này cho mình đây. Vải redstone bên trên này cho mình nha. Đến bước này là các bạn đã hoàn thành rồi nha. Bây giờ các bạn sẽ chế tạo cho mình là cái kích hoạt này. Cái kích hoạt mà nó sẽ nháy nháy ra to liên tục với bạn ạ. Nó sẽ lập ra to liên tục cho bạn nha. Cùng với tốc độ là ổn định nha. Thì bây giờ bạn đặt cho mình hai repeater ở đây. Và các tất cả đều có cho mình là mắc hết cho mình. Đó. Và một block này lên cho mình. Phá bên trên đi, à phá bên dưới cho mình nha. Bạn phải ra to ở đây cho mình nha. Rồi. Và tiếp tục bây giờ là đặt cho mình một cái block bên cạnh khối kính này. Đây bên này nha. Đó, đặt vào đây. Là sao các bạn vẽ toàn đây nó sẽ lối vào cái khối kính. Đó, phía bên tay trái nha. Đặt cho mình một block bên trên này để chặn đi. Rồi lùi lại cho mình 2, 3 này, 3 ô. Phá đi cho mình. Lấy cho mình cái bít tôm dính. Tiếp tục này. Phá xuống dưới cho mình nha. Đó, các bạn phá cho mình. Rồi lấy cho mình cái bít tôm dính này, đặt ở dưới này. Lấy cho mình cái khối theo dõi nha. Đó. Lấy cho mình cái khối theo dõi này. Rồi đặt vào cái bít tôm dính này cho mình. Rồi tiếp tục này các bạn lấy cho mình một cái đuốc nha. Rồi đặt vào cho mình nha. Thì nó sẽ đẩy ra cái này cho mình này. Lấy cho mình cần gạt. Đó, vậy là xong rồi nha. Bây giờ là chúng ta chỉ việc đặt các khối bậc thang này. Hoặc là đặt cả block được luôn. Nhưng mình nghĩ là các bạn nên đặt block cho mình nha. Đặt bậc thang thì nhiều lúc nó sẽ bị kẹt các bạn ạ. Bị kẹt là bởi vì các bạn nhiều lúc nó đang di chuyển nhanh quá, một số máy nó sẽ chui tận xuống dưới cơ. Thì các bạn đặt cho mình mấy cái block cho mình. Thì như thế nó sẽ không bị chui nữa. Vậy nha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng block màu đen này này. Sở dĩ mình sử dụng block màu đen bởi vì nó cũng giống với thang máy bên ngoài là thật luôn. Nó giống thật nhưng chưa từng có các bạn ạ. Đấy. Nó sẽ giống thật 100% luôn các bạn ạ. Vô cùng giống thật. Chỉ bắt đầu từ đây nha. Đó, chỗ này không đặt tí nha. Đó, đặt cho mình một block đây này. Đó. Tiếp tục xuống dưới mình. Và các bạn cứ thế các bạn đặt chéo xuống dưới cho mình thôi. Đó, đặt thẳng vào mấy cái bít tông tính này nha. Rồi, đến đây. Và chú ý cho mình này. Đến đây các bạn này. Các bạn cách mình một ô nha. Đấy, thì mình sẽ cách một ô ở chỗ bít tông thường này. Cứ chỗ đó bít tông thường các bạn phải cách cho mình một ô. Đó, cách một ô cho mình. Đó. Những cách một ô cho mình nha. Và các bạn sang tận góc tường của mình thôi. Đó. Chỗ nào biết thông thường là các bạn phải cách cho mình một ô. Các bạn lại chéo lên cho mình tiếp. Chéo lên cho mình nha. Một này. Đó. Nhớ là phải chống một ô nha. Đó. Hai này. Ba. Các bạn chéo lên cho mình nha. Chứ không phải là đặt vào cái bít tông đâu. Mà nó phải cách một ô chống vào cái bít tông này các bạn ạ. Ba này. Và các bạn cứ lấy lên thôi.
lên tận trên bên mặt sàn bên trên thôi là được rồi nha. Đó, lên tiếp cho mình. Rồi, đến đây cũng lên tiếp cho mình, phá đi. Nhìn đây nha, rồi ở đây lại nhớ là chỗ này bê tông thường nha. Đó thì chỗ một cái bê tông thường đấy, chúng ta phải chống một ô. Đó, chỗ là cái bê tông thường thì để chống một ô cho mình. Rồi, như vậy là được nha, như vậy là đã hoàn thành rồi. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái block khác thì các bạn sẽ thấy nó block có di chuyển như nào nha. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái block màu xám đi chẳng hạn, mình sẽ test trước nha, rồi mình hãy thử sau. Đó, khi mà các bạn đã thấy nó đẩy như này là hoàn thành rồi nha. Đó, đẩy rất là đều nha, là một vòng luôn các bạn ạ. Đây mới đúng là thằng cuốn các bạn ạ. Thì cái thằng cuốn này nó mới chuẩn là thằng cuốn này. Đây mình sẽ thử một block khác đi nha. Như mình nói vậy đấy, mình sẽ thử một block khác để các bạn xem block của nó di chuyển nha. Đó, nó di chuyển một vòng luôn các bạn ạ. Đó, nó sẽ được lên và xuống, lên và xuống liên tục. Rồi, và cứ thế nó sẽ lên xong rồi nó lại xuống thôi. Như vậy là nó sẽ hoạt động đúng một vòng luôn. Và chuẩn là một cái thằng cuốn chưa? Vô cùng đẹp luôn các bạn nha. Thì cái thằng cuốn này đẹp hơn cái thằng cuốn lần trước rất là nhiều. Đây là phiên bản nâng cấp chuẩn nhất rồi. Chuẩn nhất chưa từng có luôn. Không hề lag, không hề lỗi. Không hề lag và không hề lỗi thì nào luôn. Và mình nghĩ lag óc mới ra là kỳ kiểu này. Thì đây cũng là phiên bản tốt nhất rồi các bạn nha. Bây giờ các bạn chỉ được trang trí vậy thôi nha. Thì chú ý cho mình, trang trí phải kỹ cho mình và cực kỳ chuẩn cho mình nha. Trang trí phải là đúng theo hẹn mình này. Thật ra không cần nhất thiết phải đúng hẹn mình đâu. Ở đây các bạn lấp gì cũng được này. Cái bên dưới này này, chỗ này nha, nó lấp lại cho mình để tí nữa tránh trường hợp nó rơi xuống. Thì để tránh thôi, chứ các bạn không cần cũng được. Đặt mình một block đấy nữa này. Ở đây các bạn đặt cho mình một block đây. Không sợ đâu nha, nó không bị lấp đâu. Đó, thì đây là cái mặt sàn thôi mà. Đó, ở đây tôi một block rồi này. Bên này cũng vậy nha. Đó, lớp rất là kín các bạn yên tâm đi nha. Nó rất là kín luôn, nó không lộ bê tông rồi các bạn ạ. Nó đây sang cho mình nha. Rồi ở đây nhớ chống cho mình nha. Nhớ phải để chống cho mình. Mình sẽ đặt đầu lên nha, từ đây này. Đó, các bạn muốn trang trí cái nào thì tùy thôi nha. Thì một số trường hợp các bạn nha, là các bạn nó sẽ bị đẩy lên này, hoặc là đi xuống nha, mà nó bị kẹt mà nó rơi tận xuống dưới cái bê tông cơ. Thì đấy, trường hợp đấy không phải là do cái này nó hoạt động bị lỗi đâu, mà một phần là do phiên bản nó bị lag này, nó bị lag nha. Đó, hoặc là nó bị giật gì đấy thôi, chứ nó không hề bị lỗi đâu. Trang trí cho mình này. Đấy, và cứ thế các bạn cứ trang trí thôi như mình nha. Ở đây này, các bạn cũng tiếp tục này, lên cho mình này. 1, 2. Thì các bạn không nhất thiết phải trang trí thôi, giống hệt mình, màu gì cũng được nha. Bạn đặt chú ý cho mình nha. Đây, đến đoạn này các bạn trang trí cũng sẽ gây lỗi các bạn ạ. Chú ý cho mình ở đây, các bạn phải phá đi cho mình, để tránh trường hợp nha. Nó chặn cái redstone ở cái khối kính các bạn ạ. Đây, nếu chặt đây nó sẽ chặn redstone ở khối kính này. Lỗi ngay lập tức nha. Phá đi cho mình, chống cho mình một cái này. Lên đi cho mình này. Lên đi cho mình này. Đó, làm sao mà đừng để chặn cái redstone ở cái khối kính này được. Lên tiếp cho mình. Đó, rất là đẹp luôn, cực kỳ giống thật luôn các bạn nha. Cái này là chuẩn nhất rồi. Rồi, thì tiếp tục bên đi xuống này. Đó, bên đi xuống cho mình. Và tiếp tục một khối ở đấy nữa nha, lên cho mình này. Và lên tiếp cho mình. Tiếp tục lên cho mình này. Mình sẽ trang trí giống hệt bên kia thôi nha. Cái thang máy này được cái ngon đó chính là nó có thể đi được nhiều người thôi. Và cực kỳ đẹp luôn, hoạt động cực kỳ đẹp luôn. Giống hệt một cái thang cuốn trong siêu thị, không khác một cái gì luôn. Rồi, ở đây các bạn lấy cho mình nha. Để chú ý cho mình này, thì nếu mà các bạn trang trí ở bên này này, lấy cho mình một cái phiến thạch anh, hoặc cái phiến gì cũng được thôi. Các bạn đặt cho mình ở đây nha, để trường hợp mà khi bạn đi lên rồi ấy, thì nó sẽ đứng ở cái bậc thang này luôn. Đó, cái này rất là hay nha. Nó đừng là đặt ở dưới nha, đặt ở dưới là lỗi các bạn ạ. Đặt ở bên trên cho mình.
bên này cũng vậy, các bạn đừng đặt ở dưới này cho mình nha, đừng ở đặt ở dưới mà đặt ở bên trên cho mình đó. Nhớ mình đặt ở đây là lỗi đấy, đặt ở bên trên này cho mình này đấy. Tôi rồi cứ thế là các bạn lại xuống thôi, lại lên đấy cho mình này. Đó, cứ thế sang thôi. Ở đây nha, các bạn chú ý này, các bạn đặt ở đây thì các bạn phải phá bên dưới cho mình. Phải phá bên dưới cho mình nhé. Nếu các bạn đặt ở đây này, nó sẽ chặn Redstone. Nó sẽ chặn lập tức Redstone ở cái khu kính. Các bạn đặt cho mình cái khối cầu thang này. Đó, như vậy là được rồi nha. Như vậy nó sẽ không bị chặn Redstone ở khối kính, hoặc các bạn không đặt cũng được. Nói chung là như thế. Đây mình sẽ đặt cái khối cầu thang này cho nó lấp hẳn 100%. Đó. Tôi đặt cho mình block lên trên mấy cái đấy. Chú ý cho mình nha, nếu các bạn trang trí mà nó sẽ rất cẩn thận đấy nha, nếu không sẽ bị chặn Redstone. Ở đây nha, các bạn phải chú ý mình, đặt cho mình một cái phiến ở đây. Bắt buộc phải đặt mình cái phiến ở bên trên nha, đừng đặt bên dưới này cho mình. Đặt bên trên cho mình nha. Đấy. Bên này cũng vậy. Bên này các bạn không cần đặt cũng được, mình cứ đặt vào cho nó đẹp thôi. Và tôi như vậy là hoàn thành một cái thang cuốn. Bây giờ các bạn chỉ việc trang trí lấy khu kính đặt bên này thôi. Rất là đẹp nha. Cái thang cuốn này còn giống thật hơn cái thang cuốn trước cơ, bởi vì nó đều các bạn ạ. Nó đều vô cùng luôn. Từ bên đi xuống đến đi lên đều đều vô cùng và đẹp vô cùng. Và không có một chút lỗi nào cả luôn. Hai block này. Trường hợp mà nó bị rơi xuống là sẽ lag các bạn ạ. Thì nó vẫn lag rồi, bởi vì Redstone nó nháy liên tục mà không phải tránh được. Rồi, cứ thế là xây lên thôi. Như vậy đã xong rồi nha.